Hải quân Mỹ thông báo tàu tuần duyên nước này Manro vừa đến vịnh Subic, Philippines vào ngày 31 tháng 8. Đây là tàu vũ trang có độ choán nước khoảng 4.500 tấn, được trang bị pháo 57mm với hệ thống hỗ trợ khai hỏa, hệ thống pháo phòng không cận chiến Phalanx, có thể mang theo trực thăng chiến đấu và trực thăng không người lái. Theo đó, tàu Manro đã diễn tập cùng lực lượng tuần duyên Philippines tại phía đông của Biển Đông với nội dung ứng phó thiên tai, chống khủng bố và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trước đó, vào ngày 27 tháng 8, tàu tuần duyên Manro đã cùng với khu trục hạm USS Kidd DDG-100 của Mỹ đã cùng vượt qua eo biển Đài Loan, được xem như một động thái thách thức hải quân Trung Quốc đang gia tăng hoạt động tại khu vực này. Đến ngày 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng phản đối hoạt động của tàu Manro ở eo biển Đài Loan. Từ những diễn biến trên, có thể thấy Washington đang đẩy nhanh việc triển khai các hoạt động của lực lượng tuần duyên Mỹ USCG đến Indo-Pacific để đối phó với các hành vi của Trung Quốc. Thời gian qua, Trung Quốc không ngừng điều động tàu CCG tăng cường hoạt động ở các vùng biển, trong đó có Biển Đông. Không những vậy, đầu năm nay, Trung Quốc cũng đã thông qua luật hải cảnh mới cho phép CCG được quyền tấn công nhằm vào các tàu nước ngoài hoạt động ở vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Việc thông qua luật hải cảnh mới được cho là nhằm phục vụ mưu đồ của Trung Quốc trong việc kiểm soát Biển Đông. Lâu nay, Bắc Kinh thường xuyên sử dụng tàu vũ trang của CCG để đe dọa các nước khác trong khu vực, nhưng núp bóng dưới hình thức là tàu chấp pháp. Chính vì thế, việc triển khai USCG đến Biển Đông có thể xem là cách đáp trả của Mỹ đối với Trung Quốc tại vùng biển này, bởi về lý thuyết thì USCG và CCG có chức năng khá tương đồng nhau.